Chứ đúng là thằng kia tán tỉnh vu không? Thì để tao nói cho nó hiểu luôn, ai là chủ quyền ở đây? Sắp đến giờ hai chị về rồi, mày đi về đi, mày đây không tiện. Ba ăn cháo nhá. Bác cảm ơn cháu. Bác làm phiền mấy đứa quá. Có gì đâu bác, để cháu chuẩn bị thuốc cho bác. Yêu cầu các anh đưa bọn lừa đảo ra chịu tội, trả lại tiền cho nhà đầu tư chúng tôi. Đây không phải là nhà của bọn lừa đảo mà anh cần tìm. Ok. Đây rõ ràng là trụ sở của công ty Thành Công còn gì nữa. Này, bố tao chỉ cần nghe máy thôi là mọi vấn đề của tao được giải quyết trong một nốt nhạc. Tao phải chứng minh cho Pu thấy thằng Thái là cái đinh.